Đây đâu, cho em xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể các bác chơi yêu trên miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 1 thì em tiếp tục cân hạnh giới thiệu đến các bác một chút đầu đến từ thương hiệu của hãng Victor, model của nó là XL M603. Model này thì nó có cái xe ngang là 43,5 cm, chiều cao của nó là 12,5 cm và chiều sâu của nó là 31 cm, và nó nặng là 5 kg. Mắt đọc thì dùng mắt đọc của Victor rồi. Dòng mắt bền bỉ, ổn định và không gãy đĩa. Ở phần chất âm của hãng Victor thì rất phù hợp cho bác nghe nhạc vàng cũng như là bolero, rất là tuyệt vời. Nó rất là tách bạch, chi tiết, dải cao của nó rất là nhẹ nhàng, bay bổng, nghe rất là ngọt. Về phần ngoại hình thì em cũng xin quay chi tiết để bác được chiêm ngưỡng. Thì phần trước tiên, chiếc đồng này nó có hai ổ đĩa. Ở bên dưới này là ổ riêng biệt chạy cho một khay đĩa, một đĩa. Còn ở bên trên này là nó chứa 6 đĩa nhưng mà về thì không có ổ 6 đĩa rồi. Còn là bỏ ổ này thôi nhá, chỉ dùng ổ dưới này thôi. Đấy. Và đây là phần ngoại hình. Cái phần mặt tiền của em này thì có xước nhá. Đây, có cái vết xước đây, em quay chậm để bác quan sát này. Đấy. Xước này. Đây có xước nhá. Đây này. Tổng quát thì sáng rõ rồi, và nó có bay cái phần biểu tượng ở đây nhé. Đấy. Đấy, đây phần nắp lưng thì em đã cho sơn phủ qua lại rồi nhé. Cạnh trên của nó thì có cái vết xước này. Đây, model của nó là XLM603, điện 100V, công suất 11W và được sản xuất Nhật Bản. Series của nó là 157002 29. Chiếc này trang bị chỉ có một đường analog thôi. Và đây là phần nội thất bên trong. Phần nội thất bên trong của nó là cơ bản còn mới nhé. Đây là phần đáy phía dưới. Rồi. Và sau đây thì em cũng xin test cái phần mắt đọc và các chức năng hoạt động của chiếc đồng này để các bác được thưởng thức. Và chiếc này trong tình trạng này mặt của nó cũng có xước, cho nên là em bán với mức giá là chỉ có 700 ngàn đồng thôi. Em bao với ship toàn quốc cho bác nào chuyển đủ tiền, còn bác nào mà đặt cọc thì Thinh trả tiền ship giúp em. Đầu bên em bán giá rẻ, không phải là không chất lượng đâu nhé, chẳng qua là nó ngoại hình thì hơi xấu thì em bán rẻ bác chơi thôi. Con này bạn đọc rất là tốt, trợ tâm hay. Và trong quá trình nhận hàng các bạn cứ test kiểm tra, nếu có sản phẩm bên em gửi đi mà sự cố thì giữ nguyên tem niêm phong, đóng gói cẩn thận gửi lại bên em kiểm tra đúng lỗi tiền 100% cho các bác, hoặc các bác đổi sản phẩm khác tùy tí của mình. Còn trong quá trình mà đã sử dụng rồi thì bên em không bảo hành, nhưng bên em sẽ hỗ trợ sửa chữa nếu như sản phẩm nó bị lỗi mà không tự sửa. Tiền phí thì có thể thanh toán giúp em. Đầu thì không chấn đĩa, đầu tốt đĩa lòng xanh, đĩa chép, đĩa lòng vàng, đĩa lòng trắng nhé. Đây là cái đĩa sao chép portfolio đây, làm xanh nhé. Đối với em ăn ra thì nó phải đầu tốt từ đĩa chép trở lên, còn nếu đi chợ thì không bao đâu. Và khi cho đĩa vào thì dòng này nó không báo bài, chúng ta phải bấm play thì sau đó nó mới chạy nhé. Thank you.
Em xin phép được dừng video tại đây. Thì trước này mắt đỏ rất là tốt, trực âm hay à, thì nó có xước ở cái phần mặt tiền cho nên là và mất một cái ổ 6 đĩa này. Thì bên em bán mức giá chỉ 700.000 đồng thôi, em bao cái chip toàn quốc cho bác nào chuyển đủ tiền à, bác nào đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em à, bác nào mà không quan tâm đến cái phần hình thức mà muốn thưởng thức trực âm à, thì đây là một cái chiếc đầu đáng bác cũng nghe đấy ạ. Số điện thoại em là 0907 23 269, em ở thành phố Hồ Chí Minh. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn lại các bác ở video sau ạ.